BBTV Podcast. Xin chào quý vị. Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin đã giúp cho những người sử dụng Internet, đặc biệt là những người sử dụng mạng Wi-Fi miễn phí nơi công cộng, có thể truy cập dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần ngồi một chỗ, bất kỳ một sự kiện nào hay thông tin nào diễn ra trên thế giới cũng có thể được người dùng nắm bắt một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chính vì sự thuận tiện này đã và đang trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng để đánh cắp thông tin từ chính người dùng. Vâng, Hà có thể nhận thấy rằng hiện nay việc sử dụng Wi-Fi dường như là nhu cầu không thể thiếu của nhiều người. Tại các quán cà phê hay là các địa điểm công cộng, hễ có được mật khẩu Wi-Fi, người dùng cứ vô tư sử dụng mà ít ai biết rằng hình thức truy cập này tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật thông tin. Vậy việc sử dụng Wi-Fi, nhất là Wi-Fi công cộng tiềm ẩn những hiểm họa gì? Câu trả lời sẽ có trong podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Hãy theo dõi và chia sẻ tới nhiều người được biết để phòng tránh mối nguy hại từ mạng Wi-Fi này quý vị nhé. Mỹ Duyên cũng như là Hữu Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Ngồi cà phê lướt web hay là máy tính bảng là những hình ảnh quen thuộc dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu. Không ít người lựa chọn mạng Wi-Fi miễn phí vì nó khá tiện lợi, vừa có thể giúp mọi người làm việc, kết nối với nhau, vừa tiết kiệm được chi phí. Hơn nữa, các thiết bị điện tử kết nối Wi-Fi công cộng cũng đỡ tốn pin hơn so với việc sử dụng mạng 3G, 4G. Một số người sử dụng chia sẻ. Đi đến đâu có Wi-Fi thì em cứ dùng thôi chứ không thấy có vấn đề gì cả. Dùng Wi-Fi nó tiện là không tốn 3G thì em vẫn dùng bình thường. Tôi nghĩ thế đấy, nó là một cái tiện ích. Và tôi nghĩ dùng Wi-Fi thì không có gì là mất an toàn cả. Hiện tại thì tôi vẫn sử dụng bình thường Wi-Fi công cộng để chat, với cả để đọc báo. Mà nói chung là không cần phải lo lắng về vấn đề đấy. Vâng, không có vấn đề gì phải lo lắng với mạng Wi-Fi công cộng. Đây là tâm lý chung của nhiều người và ngay cả những người lắp đặt Wi-Fi cho khách hàng cũng chỉ hiểu mơ hồ về những hiểm họa khi mà sử dụng Wi-Fi công cộng. Các chuyên gia bảo mật cho rằng sử dụng Wi-Fi tại các địa điểm công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thông tin vì những nơi này Wi-Fi thường có độ bảo mật rất kém. Nói về mối nguy hại của mạng Wi-Fi này, thạc sĩ Hồ Nguyễn Khánh Duy, trường Cao đẳng An ninh mạng IPEX cảnh báo. Nhất là việc cái thông tin mà người sử dụng truyền dẫn trên Internet sẽ có thể là bị nghe lén, và một người chỉ được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin thôi cũng có thể sử dụng cái công cụ miễn phí trên mạng để đánh cắp những thông tin này. Thứ hai là khi mà sử dụng mạng Wi-Fi công cộng thì người dùng dễ bị nhiễm các loại mã độc, ví dụ như là ransomware này, Trojan, hoặc là nếu mà thiết bị của người sử dụng sơ cài đặt cái hệ điều hành, cái phần mềm nó có chứa lưu hồng mẫu mộc, thì khi sử dụng những cái thiết bị như vậy trên mạng Wi-Fi công cộng thì người dùng có thể bị khai thác, chiếm quyền điều khiển và lấy cắp cái thông tin cá nhân. Hầu hết các mạng Wi-Fi ở Việt Nam đều không có cơ chế xác thực, do đó tin tặc có thể lập nên một mạng Wi-Fi giả mạo giống hệt mạng Wi-Fi miễn phí và hướng người dùng vào các trang web giả mạo. Nếu người dùng không để ý truy cập vào mạng Wi-Fi này, rất dễ bị lừa đảo. Bên cạnh đó, hầu hết đều tồn tại lỗ hổng bảo mật trong quá trình cấu hình thiết bị. Tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng này để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Ông Ngô Tuấn Anh, công ty BKAV cho biết. Công ty hoặc ở nhà thì chúng ta đang để cái cơ chế là chia sẻ dữ liệu để cho những người khác có thể lấy được dữ liệu từ máy tính của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta mang cái máy tính đó, chúng ta kết nối vào một cái mạng Wi-Fi công cộng, thì giả sử cái mạng Wi-Fi đấy có cả 1.000 người dùng, thì đến 999 người khác có thể nhìn thấy dữ liệu của chúng ta như là một cái máy khác ở công ty mà chúng ta đang chia sẻ. Thì điều đấy là thực sự là nguy hiểm. Các chuyên gia bảo mật cũng khuyến cáo khi truy cập Wi-Fi công cộng, người dùng cần tắt chế độ chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình. Bên cạnh đó, để bảo vệ mình, người dùng không nên sử dụng các giao dịch trực tuyến khi dùng Wi-Fi miễn phí ở những nơi công cộng, bởi rất có thể người dùng có thể bị đánh cắp thông tin tài khoản cũng như là số thẻ tín dụng. Và lúc đó, cái giá của sự miễn phí còn đắt hơn cả việc mất phí. Thạc sĩ Hồ Nguyễn Khánh Duy, trường Cao đẳng An ninh mạng IPEX khuyến cáo. Thì người dùng là nên sử dụng cái kết nối bảo mật VPN khi mà sử dụng mạng Wi-Fi, hoặc là người dùng tránh cái thao tác về giao dịch trực tuyến, ví dụ như là giao dịch ngân hàng này, giao dịch mua bán trên trực tuyến trên Wi-Fi công cộng, mà nên sử dụng các cái đường truyền riêng như 4G chẳng hạn, và người dùng nên cập nhật cái phần mềm thường xuyên để vá cái lỗ hổng trên thiết bị của mình.
Mà khi người dùng đã bị tấn công rồi á, thì người dùng nên thay đổi tất cả các mật khẩu của cái tài khoản quan trọng của mình để tránh trường hợp mà bị tấn công sử dụng những mật khẩu đó để đánh cắp cái tài khoản khác. À, đối với khi mà bị đánh cắp mất tài khoản ngân hàng á, thì thường là cái hệ thống nó được cài đặt sẵn để nó trích xuất luôn cái tài khoản người dùng ra luôn. Hay là họ rút tiền ngay trực tiếp, nhưng mà nếu mà khi mà người dùng phát hiện rồi á, thì thường là đã trễ. Người dùng nên thông báo ngay với lại cái ngân hàng mà quản lý cái tài khoản của mình để khóa cái tài khoản mình lại ngay, tránh cái hợp mà phát sinh ra hậu quả. Ngoài ra, khi dùng Wi-Fi công cộng, chúng ta thường chỉ quan tâm đến việc nó có kết nối tốt hay là không, chứ ít quan tâm đến độ an toàn. Ít người biết rằng khi sử dụng Wi-Fi công cộng, dữ liệu trong laptop hay là điện thoại dễ dàng bị đánh cắp bởi các tội phạm công nghệ cao. Nếu không cảnh giác và kết nối vào mạng Wi-Fi đó, thì mạng này sẽ ghi nhận lại mọi thứ, từ các chi tiết người dùng nhập vào thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến, thông tin dịch vụ tài chính cho đến những dữ liệu quan trọng hoặc nhạy cảm khác nhằm mục đích trộm cắp tiền, tống tiền, trao đổi dữ liệu cá nhân. Và một nghiên cứu được BKAV thực hiện từ năm 2014 tại tất cả các thành phố có phủ sóng Wi-Fi miễn phí ở Việt Nam như là Đà Nẵng, Hải Phòng, Hội An hay là Hạ Long cho thấy người dùng có thể bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như là tài khoản, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng khi mà sử dụng Wi-Fi tại các thành phố này. Một cuộc điều tra từ HighterMyAs.com cũng cho thấy ở các quốc gia đang gia tăng số người sử dụng mạng Wi-Fi thì có đến 76% người dùng không dùng bất cứ biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho việc truy cập Internet của họ. Theo thống kê này, từ năm 2013 đã có 370.892.359 mật khẩu tài khoản bị rò rỉ trên toàn cầu. Và những cách thức tấn công của hacker cũng có rất nhiều loại. Đầu tiên và đơn giản nhất là chúng hòa vào mạng Wi-Fi công cộng và tiến hành thăm dò các máy tính trong mạng đó. Nếu máy tính của bạn không được bảo vệ, chúng sẽ tự động đột nhập vào và theo dõi máy bạn. Việc đánh cắp có thể xảy ra khi bạn chỉ cần tải một ứng dụng miễn phí nào đó trên điện thoại. Sau đó, những kẻ đánh cắp sẽ đổi mật khẩu, lấy thông tin vào mục đích riêng và tống tiền. Một ví dụ điển hình đó là việc hack các tài khoản như là Facebook, Gmail, mạo danh nạp thẻ hay là mua hàng. Các hacker thường thích tấn công vào những mạng được nhiều người truy cập, nhờ đó chúng có thể khai thác được nhiều thông tin người dùng hơn. Bằng phương thức gửi các phần mềm độc hại và virus qua mạng Wi-Fi công cộng, những người dùng này sẽ không hề biết và tự động tải xuống thiết bị của mình những phần mềm độc hại đó. Như vậy, bạn đã tự khai hết mọi thông tin cá nhân của mình một cách thầm lặng và miễn phí. Vì vậy, khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng này, người dùng hãy lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu rõ về nguồn gốc Wi-Fi. Hãy chắc chắn rằng Wi-Fi của bạn đang kết nối là Wi-Fi của công ty, quán cà phê hay khách sạn mà bạn sử dụng dịch vụ. Các Wi-Fi công cộng mà bạn kết nối cần có tên rõ ràng và cụ thể. Đừng tùy tiện bấm kết nối vào Wi-Fi vừa có tên khó hiểu, vừa không cài mật khẩu, cho dù mạng đó có chất lượng đường truyền tốt hơn, cái bạn vẫn thường dùng. Thứ hai là luôn sử dụng Wi-Fi có đặt mã bảo vệ WPA hoặc là WPA2 để đảm bảo an toàn. Cho dù vấn đề mật khẩu với một hacker không phải là cái gì quá khó khăn, nhưng dù sao, chắc chắn nó sẽ an toàn hơn một mạng Wi-Fi công cộng, không có gì để bảo vệ. Thứ ba, hãy sử dụng những phần mềm diệt virus để đề phòng các phần mềm Keylog được gửi qua Wi-Fi tới các máy trong mạng. Thứ tư là sử dụng giao thức HTTPS với những trang có cung cấp. Những trang có địa chỉ bắt đầu bằng HTTPS là những đường link được bảo mật tốt hơn giao thức HTTP thông thường, bởi các liên kết này đã chèn thêm một lớp mã hóa dữ liệu khi dữ liệu truyền đi giữa web và máy của bạn. Cuối cùng, để tránh những mối nguy hiểm từ Wi-Fi công cộng, khi dùng nó, bạn tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Cũng đừng truy cập vào các trang web tài chính, bởi đó là nguyên nhân khiến thông tin và dữ liệu ngân hàng của bạn bị đánh cắp. Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều dịch vụ quan trọng cùng lúc, bởi nếu để lộ một tài khoản, các hacker sẽ nhanh chóng dùng phép thử các tài khoản đó để có thể kiểm soát được hòm thư của bạn. Trong thời đại công nghệ, đừng chủ quan khi sử dụng Wi-Fi công cộng, vì đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến bạn bị đánh cắp thông tin cá nhân. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của câu chuyện cảnh giác cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai.